Lại nữa, kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát nào thi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà quán như vậy, chỉ có các pháp trợ duyên với nhau thấm nhuần tăng trưởng, lần lượt biến khắp, trong đó hoàn toàn không có ngã và ngã sở, như thật quan sát bất khả đắc, lại khởi tâm quán. Các Đại Bồ Tát dùng sự tu tập thiện căn thù thắng, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tu tập tâm thiện căn không cùng với tâm hồi hướng hòa hợp, tâm hồi hướng không cùng với tu tập tâm thiện căn hòa hợp, tâm hồi hướng không cùng với tâm Bồ Đề hòa hợp, tâm Bồ Đề cũng không cùng với tâm hồi hướng hòa hợp. Tu tập tâm thiện căn đối với tâm hồi hướng vô sở hữu bất khả đắc, tâm hồi hướng đối với tu tập tâm thiện căn cũng vô sở hữu bất khả đắc, tâm hồi hướng đối với tâm Bồ Đề vô sở hữu bất khả đắc, tâm Bồ Đề đối với tâm hồi hướng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Các Đại Bồ Tát tuy như thật quán các pháp, nhưng đối với các pháp hoàn toàn không thấy quán. Kiểu thi ca, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát. Khi ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Thiện: Bạch Đại Đức, vì sao đối với các Đại Bồ Tát tu tập tâm thiện căn không cùng với tâm hồi hướng hòa hợp, tâm hồi hướng cũng không cùng với tu tập tâm thiện căn hòa hợp, tâm hồi hướng không cùng với tâm Bồ Đề hòa hợp, tâm Bồ Đề cũng không cùng với tâm hồi hướng hòa hợp, tu tập tâm thiện căn đối với tâm hồi hướng vô sở hữu bất khả đắc, tâm hồi hướng đối với tu tập tâm thiện căn cũng vô sở hữu bất khả đắc, tâm hồi hướng đối với tâm Bồ Đề vô sở hữu bất khả đắc, tâm Bồ Đề đối với tâm hồi hướng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thiện Hiện đáp: Kiểu thi ca, đối với các Đại Bồ Tát tu tập tâm thiện căn thì chẳng phải tâm, tâm hồi hướng, tâm Bồ Đề cũng chẳng phải tâm, không thể dùng phi tâm mà có sự tu tập hoặc có hồi hướng hoặc nơi hồi hướng, không thể dùng phi tâm mà hồi hướng phi tâm, cũng không nên